Hòa đúng không? Hòa sẽ được bên anh thua cho hòa. Năm. Bên này dẫn à? Bên này dẫn à? À. Không không, hỏi thằng kia mà. Ôi bọn này nhóm này tụ tập vào buổi tối rồi. Và các bạn đến với số thứ 13. Vẫn tỷ số 5-4 nha các bạn. Bởi vì một bạn đã nói rằng thì chưa bao giờ với tỷ số hòa được. Tỷ số bây giờ là 5-4. Chúng ta đã theo dõi vừa rồi. Sẽ đi dõi trong cặp đấu với anh thuộc giữa gia đình Hoàng Mỹ gặp Gương Mặt Vàng ở sân thứ 2, sân dưới kia. Còn đây là nhóm này, nhóm đi đó vào buổi tối. Có vẻ là biệt danh một trong những cầu thủ hàng đầu quá rồi. Chưa hòa đúng không? Chưa hòa đúng không? Chưa hòa đúng không? Chưa hòa, vậy tỷ số đang là 5-4 rồi. Có vẻ do sự nằm lãnh nên là vì cầu thủ này không sự lừa dối. Có vẻ là bóng đã đi cuộc dọc rồi, để xem coi. Hòa chưa đây? Chưa. Hòa rồi đúng không? Mình ra một sự phân vân hai đáp án thôi. Tôi chờ xí nha, đi hồi hồi trước khi đến với sân thứ hai mình hỏi rồi. Hòa chưa? Hòa rồi. Như vậy con nghĩ là bóng đã vào lô lưới rồi. Tỷ số là 5-5. 5-5 dành cho Dung Trung Vàng. Ông đã đến với sân đây. Kết quả sẽ được cập nhật và tiếng hoan hô của các quý vị khán giả và cầu thủ. Đây là đấu đang có tỷ số rất quen thuộc 5-3. Nhậm rồi. Dành cho gia đình Hồng Mỹ. Gia đình Hồng Mỹ đang đội thể dẫn trước với cách biệt 2 bàn. Còn của chúng ta sẽ hỏi đúng ra nên đồng là lỡ bị sai nữa là như không có đúng luôn. Dung Trung Vàng đã lấy lại cho mình một tinh thần tốt hơn rồi với tỷ số 5-5 hòa. Rồi cho Gương Mặt Vàng vào. Sao rồi? Ê. Tập. Ê. Hai vậy có nghĩa là cách biệt 2 bàn, tỷ số là 3-5. Vậy cách biệt trong trận đấu này là cách biệt 2 bàn. Nhưng mà đội thế đang thuộc về Gương Mặt và gia đình Hoàng Mỹ của chúng ta. Đã, nhiều quá. Rồi 4-5 cho Gương Mặt Vàng. Còn đây đang có tỷ số là 4-5. Rất là quen thuộc. Nhẩm rồi. Còn đây là hôm đây hòa. Ở sân, đã nói với sân 2 mà. Sân 1 đang có tỷ số 5-5 mà sân 2 đang có tỷ số 5-4. Sân 1 là cặp đấu giữa Đốc Trung 100 gặp Dung Trung Vàng. Và đang theo dõi số 12, đây số thứ 13. Số 13 có tỷ số thuộc về gia đình Hồng Mỹ 5-4. Khoảng cách bây giờ là 1 bàn. Cố lên Dương Lâm. Ấy sẽ là Dương Lâm rồi. Địa danh Long Đồng Nai. Đúng là xe mê xích luôn. Đầu này rất quen thuộc rồi. Trong những giây cuối cùng. Sử dụng. Năm đều rồi. Đây là 5-5 ấy. Rồi vui kìa. Không vào.
Còn đội này đang có tỷ số là 6-5 dành cho đấu trường 100. Hôm nay đang thuộc về gia đình Hồng Mỹ với tỷ số 5-4. Hai trận đấu đang với trách nhiệm một bàn thắng thôi. Đấu trường 100 này vượt lên. Chúc mừng cho Thái Tuấn. Thái Tuấn sẽ mong tăng cao đội hình hơn. Hay là bên Minh Sù đây, ca sĩ Minh Sù rất quen thuộc. Quá quen chứ không bao giờ xa lạ được hơn nhiều. Hơn hơi lợi hại nữa. Xong rồi. Anh già cổ vũ rất là đông rồi. Nhảy rất là nhanh. Để diễn ra vào 17:25. Chị Dư có một sự ổn mũ rồi. Đột phá phải mạnh. Bảy năm đục về đấu trường 100. Đấu này đã có tỷ số 7-5. Bước lên khoảng cách thà 2 bàn. Hôm nay coi 7-5 ngày hôm nay có vẻ là đấu trường 100 đã làm đi lợi cho mình rồi. Không bây giờ có hại được. Số đây là 5-4. Giữa gia đình Mỹ gặp gương mặt vàng. Hai công ty Đông Bi. Hai chương trình của công ty Đông Bi và VTV9 nha. 5-4 à? 5 bao nhiêu rồi? Biết chỗ, biết chỗ nào nữa. Nghiệp sinh tử, nghiệp tử hay là đôi mắt tiền thâm đây? Sư gia cắt khẩu vào không? Như vậy là bàn thắng tiếp. Như vậy là không có bàn thắng dài cho gương gia đình Hoàng Mỹ ngày hôm nay. Hôm nay ngày 31 tháng 3, cuối tháng 3 rồi. Chào đón sự trở lại vào tháng 4 năm 2021 sắp tới đây. Quen thuộc quá rồi. Dứt điểm được rồi, đã không thể hòa được, gỡ hòa. Ôi, không truyền được cho đồng đội. Câu trả lời của Dương Lâm. 5 điều. 5 điều do gương mặt vàng. À, quá lại. Và trả đầu vừa rồi của Dương Bảo Lâm là siêu đẳng rồi. Bộ ba siêu đẳng rồi. Giờ là bộ tứ siêu đẳng nữa. Hòa 5 điều dành cho gương mặt vàng. Trận đấu ngày hôm nay giữa gia đình Hoàng Mỹ gặp gương mặt vàng, và cũng như là trận đấu giữa đấu trường 100 gặp rung chuông vàng cũng kết thúc cùng giờ. Còn trận đấu giữa đấu trường 100 gặp rung chuông vàng và phần thắng với tỷ số là 3-7-5. 7-5 à? 10 trái. Hả? 10-0 gì? Sai rồi, bạn này sai rồi. Bạn này đi được có 2 bàn mà thôi. Thôi chúng ta
Và như vậy là con nghĩ rằng chiến thắng với tỷ số ngày hôm nay, một chiến thắng xứng đáng ngày hôm nay cho Mỹ Dung 100. Còn trận đấu ở dưới chúng ta đã chính thức chưa kết thúc. Ở sân thứ hai vẫn có vẻ là rồi, kết thúc rồi, 5-0 rồi. Rồi các bạn ơi, chúng ta hẹn gặp lại các bạn trong số tiếp theo nha. Xin cho hai trận đấu này kết thúc luôn.